Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu có nên uống canxi và vitamin C cùng lúc hay không? Cần lưu ý gì khi sử dụng hai loại vi chất này? Nếu như bạn quan tâm thì Trang có bốn chủ đề nhỏ xoay quanh và Trang hy vọng rằng với bốn chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn hiểu hơn cũng như là hiểu một cách khái quát về canxi cũng như là vitamin C. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Chủ đề đầu tiên, vai trò của vitamin C và canxi đối với cơ thể. Vitamin C và canxi là hai vi chất rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta và ai cũng biết đến rồi. Thì để hiểu một cách khái quát về vai trò của vitamin C hay là canxi đối với cơ thể như thế nào, nếu như bạn chưa có nắm cho mình thì bây giờ chúng ta điểm danh cùng với Trang để chúng ta nhìn lại coi vitamin C và canxi thì nó mang đến những cái giá trị hay là những cái tác dụng nào cho cơ thể của chúng ta. Đầu tiên là vitamin C thì nó sẽ mang đến tác dụng chống oxy hóa. Nhắc đến vitamin C là phải nhắc đến khả năng chống oxy hóa mạnh của nó. Nó giúp bảo vệ những tế bào, hạn chế những tổn thương do những cái gốc tự do tấn công và nó tăng cường cái hệ thống miễn dịch do nó tham gia vào quá trình tổng hợp kháng thể. Thứ hai, nó sẽ hỗ trợ hấp thụ sắt. Vitamin C sẽ giúp cho chúng ta hấp thụ sắt từ thức ăn, từ thực phẩm rất tốt, đặc biệt là sắt hữu cơ từ những cái loại thực vật. Thì khi chúng ta kết hợp cùng với vitamin C thì nó sẽ hấp thu cái lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Thứ ba, tăng cường tái tạo collagen. Collagen là một loại protein quan trọng trong cấu trúc của da, mạch máu, xương, răng và sụn. Thì vitamin C sẽ tham gia vào quá trình tạo collagen thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hấp thụ cũng như là chuyển hóa protein thành collagen trong cơ thể. Thứ tư, hỗ trợ quá trình cung cấp cho cơ thể. Có nghĩa là vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng bằng cách là nó tham gia vào quá trình chuyển hóa các axit amin thành những cái chất dinh dưỡng và tạo thành năng lượng cho cơ thể. Đây được xem là nguồn năng lượng nguồn cho cơ thể của chúng ta đó. Thứ năm, giảm nguy cơ bệnh tật. Vitamin C được liên kết với việc giảm nguy cơ như là tăng cường sức đề kháng, hạn chế những bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thông thường, cũng như là nó hạn chế được cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch nữa các bạn ha, hay là những loại mãn tính khác, là do nó ngăn ngừa những cái gốc tự do tấn công vào làm tổn thương những tế bào. Như vậy là đôi nét về những tác dụng của vitamin C. Thứ hai, canxi. Thì canxi sẽ mang đến những cái tác dụng cho cơ thể của chúng ta như là đầu tiên xây dựng và bảo dưỡng xương, răng. Thì canxi là thành phần chính của xương và răng. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo dưỡng chúng. Tại sao lại dùng từ bảo dưỡng ở đây? Có nghĩa là chúng ta phải cung cấp hàng ngày để cho xương và răng của chúng ta chắc khỏe hơn, hạn chế được tình trạng loãng xương hay là ảnh hưởng đến răng của chúng ta nè. Thứ hai, hỗ trợ cơ hoạt động tốt hơn. Canxi là yếu tố quan trọng trong việc truyền tải các tín hiệu điện từ não đến cơ, thì nó giúp duy trì sự co bóp và cơ giãn cũng như giúp cho tín hiệu truyền thần kinh đó nó sẽ tốt hơn các bạn ha. Thứ ba, hỗ trợ nội tiết. Canxi tham gia vào việc điều tiết nồng độ hormone, đặc biệt là hormone insulin, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Thì nó sẽ có những cái kênh canxi thì đi sâu vào cơ chế thì nói mọi người cũng rất là dễ mơ hồ, cho nên là Trang chỉ khái quát ở cái mức này để cho chúng ta biết được rằng thì nó cũng tham gia vào quá trình điều tiết insulin cho cơ thể nữa đó. Thứ tư, hỗ trợ chu kỳ tim mạch. Canxi đóng một vai trò trong việc điều tiết hoạt động của tim, đặc biệt là quá trình co bóp và giãn. Thứ năm, chống ô nhiễm máu. Tôi dùng từ hơi lạ đúng không ạ? Bởi vì canxi nó sẽ giúp giảm nguy cơ
ô nhiễm máu và hỗ trợ quá trình đông máu. Ô nhiễm ở đây không phải là những cái chất thải các bạn nhé, mà là những cái như là cái lượng CO2 trong máu cao nè, thì nó sẽ giúp cho chúng ta việc là nó giữ một vai trò quan trọng trong việc bổ sung cần thiết để giúp cho cái đường lưu thông máu được tốt hơn, cũng như là nó hạn chế tối đa những cái chất thải từ những cái sản phẩm thải từ trong cơ thể của chúng ta đó đưa vào máu, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng ô nhiễm này. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược cùng với Trang về những cái giá trị mà vitamin C và canxi mang đến cho cơ thể của chúng ta. Và tất nhiên thì nó còn rất nhiều những cái tác dụng khác nữa các bạn nhé. Ở đây Trang chỉ liệt kê những cái tác dụng chính thôi. Chủ đề thứ hai, uống canxi và vitamin C cùng lúc được hay không? Đây là câu hỏi tiêu đề mà chúng ta đặt ra đó. Thì bây giờ Trang sẽ trả lời cho các bạn ha. Thì các bạn hỏi Trang là có nên uống canxi và vitamin C cùng lúc hay không? Thì về mặt lý thuyết, cả canxi và vitamin C đều không gây cản trở hay là làm giảm khả năng hấp thu lẫn nhau. Vì vậy, bạn có thể sử dụng hai loại này cùng một lúc. Thì câu trả lời là có đó các bạn ha. Nhưng trên thực tế thì mỗi loại vi chất nó sẽ có những cái thời gian hấp thụ khác nhau. Nên uống hai loại này vào hai thời điểm khác nhau để tối ưu hóa việc sử dụng chúng. Nếu như là bạn không có sử dụng viên tổng hợp, chúng ta uống hai viên khác nhau thì chúng ta chọn thời điểm thích hợp nhất để chúng ta bổ sung từng loại thì nó sẽ hấp thu tốt nhất. Chủ đề thứ ba, thời gian thích hợp để uống vitamin C và canxi. Thì như Trang cũng đã nói ở phần thứ hai đó, thì chúng ta chọn cái thời gian thích hợp nhất để chúng ta bổ sung từng loại vi chất thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ Trang sẽ chia sẻ cụ thể nhất cho bạn đây. Uống canxi vào lúc nào là tốt nhất? Thời điểm tốt nhất để bạn uống canxi là khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng và uống trước 9 giờ sáng các bạn ha. Vì lúc này cơ thể sẽ được tổng hợp vitamin D. Đây là loại vitamin giúp cơ thể chúng ta dễ dàng vận chuyển canxi đến từng các cơ quan đích của nó. Và chúng ta nhớ là uống canxi sau khi chúng ta ăn sáng để đảm bảo nó không ảnh hưởng đến dạ dày. Không nên uống canxi vào buổi chiều tối vì rất dễ gây sỏi thận. Để có thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả thì bạn nên dùng kết hợp cùng với vitamin D. Thì trên thị trường có những cái sản phẩm nó kết hợp sẵn luôn rồi các bạn ha. Khi sử dụng canxi thì nên uống nhiều nước và không dùng chung với những thức uống có cồn hoặc là cà phê, sữa để tránh việc là nó tạo nên những cái tủa và nó gây mất tác dụng. Tốt nhất là chúng ta sẽ uống cùng với nước lọc hoặc là nước đun sôi để nguội. Khi nào thì nên uống vitamin C? Thì vitamin C nên uống vào thời điểm nào để phát huy hết những cái công dụng của nó đây? Sau khi ăn, bạn có thể uống vitamin C để vi chất này hấp thu vào thành mạch được một cách hiệu quả hơn. Vào những cái lúc đói thì chúng ta không uống vitamin C bạn ha, vì có thể gây kích ứng dạ dày, thậm chí là gây trào ngược dạ dày nữa, bởi vì nó làm tăng cái nồng độ axit lên đó. Vitamin C được uống vào buổi sáng và không nên uống vào buổi tối vì nó gây khó ngủ. Thì bạn thấy là hai loại vitamin C và canxi nó cũng có cái thời gian uống là gần giống nhau đúng không ạ? Cho nên là kết hợp việc sử dụng sắt với vitamin C để đạt được hiệu quả cao hơn. Nếu như bạn đang uống sắt thì chúng ta có thể uống cùng. Như vậy thì chúng ta đã chọn được cái thời điểm để chúng ta uống vitamin C và canxi tốt nhất nếu như bạn uống hai loại riêng lẻ với nhau. Còn nếu như dạng kết hợp thì chúng ta chỉ cần uống sau bữa ăn là được các bạn nhé. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý gì khi sử dụng hai loại vi chất này? Thì khi bạn sử dụng canxi và vitamin D thì lưu ý giúp Trang những cái vấn đề sau đây để khi chúng ta sử dụng nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, thì Trang có đôi nét thôi. Đầu tiên,
là ai không nên uống vitamin C và canxi. Thì người có tiền sử dị ứng với vitamin C hoặc canxi thì không nên sử dụng những lần sau, bởi vì trừ những cái trường hợp dị ứng quá mẫn có thể ảnh hưởng xấu sức khỏe các bạn ha. Người có vấn đề về thận thì nên thảo luận trước đối với bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng vitamin C và canxi liều cao hay là dùng lâu dài. Thứ hai là về thời gian uống, thì vitamin C thường được hấp thụ tốt khi bạn uống cùng với bữa ăn, thì cố gắng uống nó trong khoảng thời gian không quá xa cái thời gian mà bạn ăn đó, để nó tối ưu hóa cái việc hấp thụ vitamin C vào trong cơ thể. Canxi thường được hấp thụ tốt nhất khi bạn chia cái liều lượng ra bạn uống trong một ngày, và bạn uống từ 7 đến 8 giờ sáng, và tốt nhất là chúng ta uống trước 9 giờ sáng thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Bạn cũng có thể uống cùng với bữa ăn để giúp hấp thụ tốt hơn. Thứ ba, việc kết hợp canxi và vitamin C. Nếu như bạn đang sử dụng cả vitamin C và canxi thì không cần phải tách biệt lịch trình uống cả hai cũng được các bạn ha, có nghĩa là bạn có thể uống cùng lúc cả vitamin C và canxi thì nó không có xảy ra tương tác về cái mặt lý thuyết. Nhưng nếu như bạn muốn chọn cái thời điểm tốt nhất cho mỗi loại, nếu như bạn uống hai viên riêng biệt á, thì cái thời gian Trang cũng có nêu rồi đó. Còn nếu như chúng ta uống viên tổng hợp thì chúng ta cứ uống sau bữa ăn là được các bạn nhé. Và nhớ là tuân thủ đúng cái liều lượng mà nhà sản xuất đã ghi trên bao bì sản phẩm, tùy thuộc từng độ tuổi, cái hàm lượng mà chúng ta có cách sử dụng đúng hơn. Tuyệt đối là không tự ý gia giảm liều các bạn nhé. Và trước khi các bạn bắt đầu bổ sung bất kỳ các vitamin nào vào bên trong cơ thể thì các bạn cũng nên tham khảo thật kỹ. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ các bác sĩ hoặc dược sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia y tế để chúng ta bổ sung tốt hơn. Nếu các bạn có điều kiện thì chúng ta sẽ kiểm tra nhu cầu cá nhân của mình. Có nghĩa là đối với mỗi người, nhu cầu về vitamin và khoáng chất nó rất là khác nhau. Thì bạn có thể kiểm tra, bạn đo cái nồng độ vitamin trong cơ thể của mình đó, xem có thiếu một cái nào bạn bổ sung cái đó thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà chi phí kiểm tra thì không hề rẻ các bạn khác. Hình như là một cái lần xét nghiệm như vậy là khoảng mười mấy triệu á. Cho nên là thông thường chúng ta chỉ uống thôi chứ chúng ta không có đi xét nghiệm để xem cơ thể của mình thiếu vitamin nào để chúng ta bổ sung. Thường là chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề đó. Thì đó là đôi nét về chia sẻ cho các bạn thấy rằng khi bổ sung vitamin thì chúng ta cũng cần phải có những cái kiến thức cũng như là chúng ta biết cách sử dụng thì nó sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt hơn. Và nếu như chúng ta có điều kiện thì các bạn cứ đi kiểm tra xem coi cơ thể của mình thiếu vitamin nào để bạn bổ sung đúng cái loại vitamin đó thì nó sẽ đạt được hữu hiệu hơn. Và nếu như bạn thấy những kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay về vitamin C và canxi, nếu như bạn thấy có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.